đâu. Ở đây 2 ngày là khác hết rồi. Ngồi xuống đi. Hồi mới ban đầu là thấy đi lệch mệt là thấy không? Rồi, quê hương ở đâu? Qua Bình Định đó thôi. Bình Định đó. Dạ. Cô này cũng là quyết tâm ghê lắm nè. Rồi bây giờ là bị cái gì? Thoát vị địa điểm đốt sống cổ nó đeo lên trên đầu thôi. Mờ con mắt. Mờ mắt luôn đó. Dạ. Rồi nó đeo 2 cái đầu gối đây. 2 đầu gối luôn. Dạ, lưng. Rồi. Hồi hôm qua giờ là thực hiện là đúng hết rồi phải không? Dạ. Rồi hôm qua giờ là có uống có rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp hết chưa? Dạ có rượu nhào, rượu ớt chứ rượu khớp chưa mua. Uống thêm rượu khớp luôn. Dạ. Bây giờ quyết tâm kỳ này về cho ngon. Dạ, để có mua. Nha. Dạ. Cho nên nó là uống như thầy nãy dặn cái cô kia đó. Dạ. Nha. Rồi cái bắt đầu là bây giờ cô này thì là khỏe lắm. Chỉ có cái bệnh thì bây giờ nó vậy thôi. Hồi trước làm gì? Trước mua bán đồ học sinh, đồ chơi. Đồ chơi, à, dạ. Cũng đâu có làm nặng hả? Hồi trẻ làm nặng chứ. Mười quái năm nay, mấy chục năm nay là mua bán đồ chơi. Thì nó đỡ chút. Dạ. À. Mà đeo dữ lắm thôi. Chèn lên trên đầu nó đeo dữ lắm. Hồi trước đó. Mà bây giờ hồi qua giờ mà mọi người làm thấy đỡ nhiều chưa? Dạ đỡ. Rồi đỡ nha. Dạ. Mà giờ cuộc sống nó còn rút, nó khó đứng dậy ngồi xuống. Đúng rồi, khó. Bữa nay thầy chỉnh cho. Dạ. Rồi ráng cố gắng làm mấy cái kia, cái như thầy hướng dẫn. Dạ. À, rồi về nhà xong rồi lấy cái địa chỉ ở đây, cái có gì hết thuốc thì mình gọi do đây gửi ra ngoài đó. Dạ, có con ở đây. À, nó con ở đây thôi được rồi, dạ. Nó mua nó đem về. Dạ. Dạ. Rồi chữa làm sao mà bà đi cái kiểu này nè. Thì phải làm sao là cuối năm nay bà vô bà đi nhanh lẹ cho tôi coi. Dạ, nha. Ghé vô thăm thầy. Ghé thăm thầy nha. Tại vì phải, nhưng mà ghé thăm thầy là nhớ mua cái gì ta nói gì ở ngoài đó, cái món gì mà... Gì? Rượu bầu đá. Không, rượu bầu đá thì uống. Thì uống rượu khốp đây rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà nó gói nem chua, nem chua. Nem chua, nem á. Nem Bình Định thôi. Hồi đó giờ thầy ăn các thứ nem rồi chưa có lai dung, lai viết rồi không có nào ngon bằng của Bình Định. Dạ, dạ. Bình Định là nhất nước này. Dạ. Thấy không? Cho thầy 10 cái. Chúc chà. Năm mấy chục cái. Ok. Rồi nào xuống đi thầy chỉnh cho coi. Vậy có cái ông học trò Bình Định lần nào vô cái này cô cũng mua cho thầy ăn đó. Trời ơi nó chua nó ngon lắm. Dạ. Bình Định là cái đó là đặc sản đó. Rồi, bẻ giùm lưng cho thầy. Về nhớ là giữ cái ăn 16-8 cho thầy nha. Dạ, ăn hơn tháng rồi thầy. Giỏi, vì nhờ chính cái ăn 16-8 nó mới phục hồi cái hệ thống xương cốt của mình lại. Rồi, thả lỏng ra. Không? Rồi bây giờ là uống rượu nhào cho nó bổ xương. Còn uống rượu khớp để nó chữa mấy cái đau nhức khớp. Thở lỏng ra không có gầm. Dạ. Mọi người cứ nhớ là rượu nhào mình uống á thì giống như mình dùng cốc tay vậy đó. Trưa chiều mình uống rồi tối mình uống đi ngủ. Dạ. Yeah. Té không? Không té đâu. Không sao. Té đây. Để thả lỏng ra, đừng gồng. Té rồi, sợ té. Thả lỏng. Té đâu. Thả lỏng, thả lỏng. Hai ba người nó chặn đầu chặn cổ vậy mà sao thì té được. Hai. Thôi được rồi, một cái được rồi. Nằm nghiêng các bạn chị. Dạ. 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 Thầy. Bữa nãy có sự cố. Rồi rồi ngồi đi, ngồi chờ thầy. Thôi được rồi, được rồi. Được rồi, khỏi. Đau đầu gối lắm thầy. Rồi quay đầu gối thì làm được rồi. Nằm quay đầu. Đừng lo, từ từ.
cái đầu gối này là phải là ráng chịu khó. Vậy mình chồm đá là chồm ở cái bẹn với chồm hai cái đầu gối giùm thầy luôn nha. Dạ. Xin xuống. Rồi cái chân lạnh ngắt rồi. Dạ. Chồm chồm lòng bằng chân luôn nha. Dạ. Không đau. Dạ. Mày chịu giỏi đấy, đòi giỏi lắm. Ghé bình định. Ghé bình định cầm dao đi. Ô cái dao quên chứ. Cầm roi chứ quên, nó tưởng nó cầm dao. Cầm roi mà đi quyền á. Tôi nói đâu có gì tới tới Bình Định. Mẹ tôi là người Vạn Giả Thu Bông. Mà hồi xưa bà vô Nam á là bà đi gánh nước mướn á, mà cái đám mà du côn ở Sài Gòn á, bà lấy đầu gánh bà quánh chết luôn. Nữ mà sinh dân Vạn Giả chưa tới Bình Định á. Tao nói trời ơi, bà múa bà quánh mấy thằng kia thấy mẹ mất dịch luôn. Ai cũng tưởng ghen dân Bình Định, bà nói không có, mới tới Vạn Giả thôi. Ok, rồi bây giờ ngồi dậy, cho coi cảm giác làm sao rồi, nghe làm sao rồi? Nhẹ lắm. Nghe nó nhẹ ha. Bây giờ đi thoải mái coi, đừng có đi lẹo khẹo như nãy nữa. Đó, mạnh lên. Đấy, đó, thấy không? Đi, thấy nó dễ chịu liền ha. Chạy được không thôi? Chạy đi. Rồi, thôi bây giờ chạy thêm vòng nữa cho mấy người xã. Đấy, rồi Quang Hồ. Rồi nghe lời thầy ha, rồi mới áp dụng cái đó cho đúng ha. Rồi cái là Tết đi thăm thầy, gần Tết đi ghé lên thăm thầy, mà lên đây phải đi săn sái rồi chạy rầm rầm nha. Ok rồi.